Ok. Alo, Rồi. Chào Trung. Rồi. Trung nói đi con. Dạ, hello. Con em chào anh Thơ Quang, chào Vũ Cầm, chào chú Bắc, chào cô chú anh chị đang theo dõi buổi live tối ngày hôm nay. Thì nãy giờ nghe hai ông già tâm sự cũng nhiều cái vui quá Tao về tao nhất quyết tao gỡ bánh đó mà. Tao gỡ bánh đó cho nó hết leo lên, gỡ một bánh thôi, không cần gỡ hai bánh, gỡ bánh sao, gỡ bánh, tháo xích ra gỡ là xong ngay. thì Ê, bố giờ bố rút cầm cái bố rút cầm lại cái bánh xe cho anh bắt giùm cái bố. Không rút mày lấy ra luôn. lấy ra luôn giống như bên này, giống như bên này, lấy ra xong lấy hai cục gạch thẻ để lên kê lên rồi xong đồ á, giống như bắt chước bên Mỹ. mấy người đừng ganh ghét tôi chứ, tôi đang hưởng phước mà. Thì lâu lâu về Việt Nam cứ phải chơi cho nó thoải mái hả chú? Đúng. Đấy này, mấy hồi nãy là hẹn với mọi người xong cái rồi chạy ra làm ly nước mía về uống cho nó mát lòng. Việt Nam chỉ vậy thôi, còn các anh ở bên kia thế giới anh có cái điều kiện nên anh mới đi vào anh hỏi VinFast vậy chứ. Đúng. Anh không có điều kiện thì sao anh dám anh vào anh hỏi được. Đúng rồi. Giống như kiểu cái chuyện này thì nó cũng không có gì làm lạ đâu. Thực ra là như này, cái chủ đề ngày hôm nay mà anh Thư Quang đưa ra nó cũng rất là hay. Thì con theo dõi mấy ngày hôm nay trên không gian mạng nó có nhiều cái vui lắm. Thôi thì ta cứ đi từ cái chỗ mà cái trường hợp của cái tay mà nó đến nó làm một cái clip nó phỏng vấn cái anh nhân viên phụ trách bán hàng ở cái của cái đại lý của VinFast ở bên Cali đúng không ạ? Thì ở đây thì thực tế ra mà nói đó thì cái chiến lược kinh doanh của người ta đó, chú cháu mình nói cái câu từ chiến lược thì nó hơi lớn, thế nhưng đối với những nhà kinh doanh lớn mà tỷ phú như ông Phạm Nhật Vượng đó, thì chắc chắn là người ta có một cái bộ máy giúp việc rất là tuyệt vời và người ta có cái đường hướng kinh doanh của người ta. Thì khi người ta muốn phát triển thì chắc chắn người ta sẽ lựa chọn là thị trường chung, là hướng đến là khách hàng chung, và tiêu chuẩn dĩ nhiên cũng phải là tiêu chuẩn chung, và bên cạnh những tiêu chuẩn chung của quốc tế đó thì người ta sẽ kèm theo một vài cái tiêu chuẩn khác để cho phù hợp một vài quốc gia nào đó, có thể người ta sẽ yêu cầu khắt khe hơn, ví dụ như vậy. Và đồng thời nữa là gì, người ta cũng phải tiến tới cái ít nhất là cũng phải ngang tầm với lại các cái hãng xe hiện có về xe điện trên thế giới hiện nay, ví dụ Tesla hoặc các hãng khác ví dụ như vậy. Thì mặc dù so về tên tuổi thì VinFast không thể so bằng các cái tên tuổi trước, bởi vì người ta đã có những cái lâu đời phát triển trước rồi, lâu đời rồi. Dạ. Thế nhưng mà không có nghĩa như vậy là người ta không có sự nghiên cứu, và khi người ta đã đưa vào một cái quy trình sản xuất một cái lượng lớn xe như vậy để đáp ứng với lại trước mắt là nhu cầu thị trường, thì người ta sẽ đã có sự tính toán. Và cũng rất là hay ở đây là anh nhân viên anh trả lời rất là bài bản, rất là chỉn chu, rất là đầy đủ, đặc biệt là anh nắm rất là kỹ về các cái chương trình, số lượng cũng như là các cái chi tiết của xe. Thì dĩ nhiên cái đó là nó thuộc về cái của các anh bán hàng, thì các anh sẽ nắm rất là chắc thôi để anh tư vấn cho khách hàng. Thế nhưng cái điều lạ ở đây là tao cắt mày chút xíu, gặp cái thằng bán hàng đó thì gặp tao rồi, tao bán hàng theo tao, thí dụ tao đặt trường hợp thằng đó đi, tao đặt trường hợp đó mà nó hỏi cô đó là tao dễ, tao cười đủ mẹ mày đi khác kêu tao đá chết mẹ mày ra đủ. Ai làm vậy đúng không? Bởi vì đây nó khác. Tôi nói mày biến rồi đi. Ở Việt Nam sau này ở ngoài xã hội người ta kêu là ông lượn đi cho nước nó trong. Tao thì nói không được vậy, tao chửi thôi. Tôi mới học được câu ông lượn đi cho nước nó trong. Trời ơi. Thì đó, thì cái chuyện này thì thực ra mà nói đó là mỗi người mà có năng khiếu mà chú, bởi vì ở đây sao, bởi vì người ta là nhân viên bán hàng thì bắt buộc khi bất kể một khách hàng nào vào. Kể cả là khách hàng đó người ta có cái thái độ như thế nào chăng nữa thì với một cái thương hiệu của một quốc gia thì bắt buộc là ngoài cái vấn đề người ta trao đổi một cách nó từ tốn, nó khiêm tốn và nó lịch sự văn minh ra thì nó còn thể hiện được cái đây là cái bộ mặt của công ty mà bộ mặt dạ, nó thể hiện được cái trí tuệ và cái có nghĩa là thể hiện được cái trí tuệ này, thể hiện được cái bản chất nội tại bên trong của cái công ty đó và cái tập đoàn đó. Thế nên là cái việc đó thì cũng rất là dễ hiểu thôi. Thế nhưng ở đây con có để ý thấy có mấy cái chi tiết. Thứ nhất là anh ta hỏi là
Cái xe VinFast này này là khi mà ở thị trường Mỹ như vậy đó thì mua thì phải ý dạng như kiểu là liên kết với cái ngân hàng nào mà để trả góp á, ý là như vậy đúng không? Đúng, Ý anh hỏi nó đó hỏi ngu, thì con thấy rất ngu, là ngu. con thấy lạ là chỗ này này, con không thấy ngu mà con thấy lạ thôi, bởi vì các anh ấy kêu là sang bên Mỹ ở không làm có ăn, được ở nhà lầu đi xe hơi, mà sợ gì mà phải vay ngân hàng. Công dân Mỹ là công dân giàu nhất thế giới, đất nước là đất nước số 1 thế giới, mua con xe làm gì mà phải vay ngân hàng, đúng không? Thấy nó vô lý không? Người Mỹ là đáng ra mua xe là phải mua phát một cộp phát lấy xe về luôn đấy. Còn dĩ nhiên là trước khi anh mua xe thì anh phải tìm hiểu cái hãng xe đó, cái dòng xe đó nó từ chiều cao rồi kích thước dài rộng rồi là ghế ngồi ra làm sao, rồi là gầm khoảng sáng gầm bao nhiêu, rồi là hệ thống đèn, rồi hệ thống phanh, hệ Nói thống chung treo, á, rồi các kiểu, đúng không? trước khi mua á, là vô tình hoặc là vô hình chung hoặc là những người bạn bè thân nhân của họ họ đã tìm hiểu các xe đó hết mẹ rồi. Cái giây phút cuối cùng nhất là cái giây phút vô trong kia bỏ tiền vào để lấy cái xe ra, hầu như họ đã nắm chắc Đúng tất cả những rồi. cái gì rồi. Nhưng mà thằng này hỏi ba vơ, tức như là nó đủ với nó hỏi nó kiếm chuyện, Không thì có ý là con biết là cái mục đích của hắn ta là hắn ta hỏi với cái giọng điệu này là con biết là thực tế là tay này á thì mình chưa dám khẳng định có phải là chống hay không chống, thế nhưng qua cái cách hỏi á, thì mình có thể hiểu được á, là hắn muốn tìm ra một cái lỗi nào đó của cái hãng đúng VinFast để đúng hắn mỉa mai rồi hắn chê bai, thì cái này nó rất phù hợp với chủ đề của anh Thơ Quang. Thế nhưng con thấy lạ là lúc nào cũng kêu người Mỹ là giàu mà, đúng không? Sang Mỹ giàu có lắm, sung sướng lắm, thì mua cái xe mà làm gì mà phải khổ, mà phải đi liên kết ngân hàng trả góp vậy. Phải mua xe, mang tiền ra đóng cột đó, tôi lấy con, đúng không? Bây giờ ta nói Mà con toàn bốn mấy mấy năm mấy ngàn đó. bà bố thì mày mày cái chọc quê hoài đủ má mày chưa phải đủ quá à, tôi nói cho mày nghe nè, khi mày vào mày mua xe bất kể mày là ai thì cái thằng dealer nó có cái nhiệm vụ nó chỉ định, bởi vì thường thường ví dụ như cái hãng xe Toyota đi, mày có một vô trong đó mày có cái credit là good tốt rồi đấy, mày đủ điều kiện để mua xe ok, mày ra khoảng 2-3 ngàn đi, hoặc là mày bỏ tiền xuống tiền là khoảng 1.000-2.500 để hết, tôi không biết. Thì cái thằng cái nhiệm vụ của thằng dealer nó sẽ tìm một cái hàng mà nó không cần mày phải nói, nó không mà mày không cần phải yêu cầu, mày không cần phải hỏi chuyện vô lý, là bởi vì cái thằng bán xe dealer nó cũng muốn bán cái xe cho mày, thì là bằng mọi cách nó phải tìm một cái nhân. Tôi ngắt anh cầm một cái này, chú nói cho chung nghe. Dạ. Chú có một người bạn, tức là có một người con, tức là người con đó là ở Việt Nam, người bạn của chú ở Việt Nam, ở Sài Gòn, và cái đứa con nó làm ở hãng Mercedes, tức là nó làm đứng trong đó thôi chứ không làm sếp làm thiết hết. Thế nhưng mà khi mà những cái lần mà chú được biết khi mà nói chuyện với bố nó ở nhà nó ra, thì nói là khi mà mỗi một lần mà hãng Mercedes nó đưa ra những cái triển lãm xe đó ở Việt Nam thì nó nói rằng là mấy ông người Tây ấy, thì tụi Tây nó cũng vào nhiều lắm rồi, kể cả cái Mercedes và các hãng khác, nó nói là trên thế giới này chưa có cái đất nước nào mua xe rất là kỳ cục như Việt Nam, cho nên cái thằng này là một thằng ngu. Tại vì sao? Nó nói rằng là khi nó kể chuyện mấy ông Tây cũng bảo bọn mày Việt Nam mày sao mua xe kỳ cục quá, tại vì khi cái chiếc xe nó vừa ấy triển lãm xong có cái hai ông bác hai bao tải tiền lên này, tao lấy chiếc xe này đó. Rồi xong rồi cái thằng bán hàng nó nói chắc phải ngưng hợp đồng, tại vì nó nói gì đâu mà vừa lên xong đi xuống cái đâu 200 chiếc xe đặt mẹ rồi không làm kịp, kéo này thì sao tiền mặt nhá, không có cái vụ mà nói là ngân hàng cái còn xin lỗi, thì bây giờ phải xin lỗi thôi chứ bây giờ làm sao. Ê, Việt Nam nghèo khổ thế thì tội nghiệp quá, phải vác cả bao tải tiền đi. Đúng rồi, đây có một cái clip vì trên YouTube á, cái clip này thì nó dàn dựng thật, nhưng mà cái chuyện mua xe có thật. Thời Quang biết cái thằng Khoa Bết không? Thôi Khoa Khoa coi thôi. Và Phúc Có ở cái thằng Có có cái thằng điên đến rồi. Cái thằng Thì đó đó kéo tao chân đồng ý, cái thằng đó là YouTube mà tao không quan trọng, mà quan trọng là cái chỗ tao có một clip nó vô trong cảng mà xe nó ở tại Việt Nam thời còn ở Việt Nam á, thì nó lấy cái vỏ lát nó bỏ tiền trong đó, nó vào trong đó để nó mua cái chiếc cây gì ta, ta không nhớ về lâu quá rồi, cũng 5-6 năm về trước rồi, nó mua trong này thì nó đi mua chiếc Mercedes hay cái gì không biết nữa đó. Có nghĩa là cái thông lệ những người Việt Nam mình hay sợ mắc nợ, cho nên việc đó thành ra là mua đứt luôn cả tiền mặt luôn,
À, biết cái một cái xe tỷ mấy chứ đâu có rẻ đâu. Tụi mới giữ mặt quay thêm tại vì đó mà thôi mà là một cái cục là bay luôn. Và cái lưu lượng thì bây giờ tôi nói cho bạn nghe là bây giờ tao cũng bực mình là cái chỗ là tao cũng không muốn người Việt Nam mà mua xe nhiều, bởi vì tụi mới nói, nổi thẳng mắt không mà nó dắt cái xe ra là thấy nó kẹt đường rồi. Đừng nói xe bốn bánh là đủ. Mà thấy chưa? Đấy đủ quá, tao ghét lắm. Đủ ra tao cũng yêu cầu là người dân Việt Nam không nên mua, hoặc là có mua mua từ từ đi, mua ngoại ô đi, đừng vô thành phố Chí Minh mua nữa. Đủ quá. Đổi thằng Bắc không là kẹt đường cả sáng rồi. Đủ ông cây cứu tôi hôm rồi ha. Kiếm cơ hội ông trả thù ha. Xe gì đủ, má người ta hai bánh có chút xíu. Đủ con mày hai bánh mà làm gì chứ nó bự dữ vậy. Đủ má. Đã vậy còn chiều còn đi không mát rồi, không bữa mệt luôn. Ít bữa nó em về tới đi cứ mát anh bắt vậy sáng đây nè anh bắt quay chiếc xe em của anh bắt cho mọi người xem nó bự cỡ nào mà sao ông già nó quá vậy sao quá vậy bao giờ nó gỡ bánh rồi nó gặt tôi kê lên rồi xong ngay thôi được tôi nói đi vô nói anh nhà tôi cho anh gỡ anh quát cũng không có nổi. Ok thì tao bận công chuyện chút rồi tao xuống chút ha. Dạ. Rồi có gì mà vợ về tới má mày má mày vợ về tới